Hi, xin chào bạn, anh lại đứng đúng của mình. Chả là đổi góc quay nhìn cho nó mới mẻ kênh của mình một chút. Không biết là mùa hè sắp tới rồi thì anh em đã chuẩn bị được mùi hương sử dụng vào mùa hè chưa? Thì ngày hôm nay mình sẽ recommend cho các bạn 5 mùi hương ở cái phân khúc tầm 2 triệu đồng quay trở về để các bạn có thể tham khảo. Và trước khi vào video thì đừng quên ấn nút like, và nếu như chưa theo dõi thì ấn nút theo dõi cùng với nút chuông ở bên cạnh để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Các bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên việc là có thể donate cho mình theo cái đường link ở bên dưới mô tả nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Chúng ta cùng nhau đến với cái tên số 5, đó chính là Nautica Wet. Đây, một chai nước hoa đã rất là quen thuộc, đã có rất nhiều những cái video review từ kênh của mình đến rất nhiều những cái kênh YouTube nước hoa từ Việt Nam cho đến nước ngoài. Và mùi hương này có lẽ đã quá là quen thuộc rồi. Về thiết kế của nó thì nó có thiết kế rất là đơn giản thôi, tại vì với một cái giá tiền rất là rẻ thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi nó có thiết kế đẹp được. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó có thiết kế trông kiểu giống chai Prada Noom, và cái dui của nó là màu xanh, cái nắp thì khắc là Nautica, rất là đơn giản. Về mùi hương của em nó thì tóm lại nó là một cái mùi hương rất là sạch sẽ, mở đầu gồm có dưa chuột, đúng cái mùi dưa chuột luôn. Các bạn cắt quả dưa chuột ra như nào thì cái mùi hương của Nautica Wet nó giống hệt như vậy, và thêm một chút xạ xạ kiểu sạch sạch. Dry down về sau thì cái mùi dưa chuột nó sẽ dịu xuống, và nói mùi hương chỉ còn hành kiểu skin scent thôi. Mùi hương này thì mình phải công nhận với ánh sáng chủ kênh nước hoa bình loạn, đó là vàng càng trời càng nóng thì mùi hương này nó càng có một cái độ hấp dẫn, một cái độ quyến rũ theo cái kiểu sạch sẽ rất là riêng. Và nếu như mà các bạn xịt vào những ngày trời nó chỉ tầm 25-30 độ thôi thì mùi hương nó lại rất là bình thường. Nên là đây là một chai nước hoa mà mình có thể gọi là best ở trong tầm giá dưới 1 triệu đồng, sử dụng rất tốt vào mùa hè. Và đặc biệt là đây là một cái mùi hương mà các bạn học sinh, sinh viên có thể hoàn toàn sở hữu. Độ bám tỏa và độ lưu hương của nó thì như mình nói là nó chỉ là skin scent sau một thời gian xịt, nhưng mà nó độ lưu hương tầm 6-7 tiếng ở trên da mình, rất là ok. Ở vị trí số 4, nó là một chai nước hoa đến từ nhà Guerlain. Thì đây là một sản phẩm có thể kén chọn hơn về cái độ tuổi cũng như là cái phong cách và cái kiểu ăn mặc, đó chính là Guerlain Homme Eau de Parfum. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái dui của nó kiểu hơi ngả ngả, kiểu nhìn nó hơi ngả ngả tối tối màu một chút. Và cái thiết kế thì rất là đơn giản, tất cả những cái sản phẩm của nhà Guerlain thì nó luôn luôn có một cái DNA, đó là cái mùi hương nó có phần hơi kiểu vintage một chút, và nó sẽ dành cho những bạn kiểu nó trưởng thành, classic. Và cái mùi hương này thì khi các bạn xịt ra thì combo các bạn nhận được nó không khác gì một ly mojito, mà ở mojito chanh, đúng rồi, nó đúng thật là một ly mojito chanh gồm bạc hà này, rồi citrus mở đầu, và về sau thì các bạn nhận được một chút ngọt và hăng hăng đến từ vetiver. Đó toàn bộ là tất cả về mùi hương của Guerlain Homme Eau de Parfum này. Cái mùi hương của Guerlain Homme Eau de Parfum này nó sẽ phù hợp với những bạn nam tầm từ 23 đến 25 tuổi đổ ra, ăn mặc theo kiểu rất là đơn giản, kiểu classy một chút, nhưng mà nó vẫn có một độ trẻ trung, nó không phải là cái kiểu quá là lịch sự như là các bạn bắt buộc phải mặc quần Âu sơ mi rồi đi những chiếc giày tây, mà các bạn có thể mặc những chiếc quần kaki này với những chiếc áo polo có cổ rồi đi đôi giày thể thao, đi đánh golf, đi đánh tennis này. Và mùi hương này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn nam với kiểu năng động ấy, chứ không phải nhất thiết là kiểu hơi kiểu bót bót xếp xếp một chút, thì mùi hương này không hợp. Các bạn nam kiểu năng động, ăn mặc những thích những tông màu sáng thì Guerlain Homme Eau de Parfum rất là phù hợp. Mùi hương này thì lưu ở trên da mình khoảng tầm 6-7 tiếng. Những cái chai nước hoa mùa hè thì các bạn không thể nào nó đòi hỏi một cái mùi hương mát mẻ nó lưu hương tầm 10 tiếng được cả. Nên là với cái sản phẩm này của nhà Guerlain thì mình đánh giá nó sẽ phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như vậy. Nếu như các bạn chỉ có tầm 1 triệu đồng mà ngoài chai Nautica Voyage kia là một chai nước hoa có thể sử dụng rất tốt vào cái thời điểm 35-40 độ mà các bạn không biết lựa chọn gì, thì hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một cái chai nước hoa đến từ nhà Zara, đó là Vetiver 31. Đây, thì nó cũng có thiết kế na ná giống với Nautica Voyage nhưng mà nó nhỏ hơn và phần dài hơn. Và chai nước hoa này thì nó là 40ml và giá ở Zara đợt đấy mình mua là 980.000 hay sao ấy, mình không nhớ rõ lắm, không nhớ là 980.000 hay là 680.000, mình không nhớ cụ thể. Là mọi người có thể xem ở cái trang chủ Zara hoặc là Zara mua. Chai này thì mình mua tại Zara ở Vincom Bà Triệu,
và nó có cái size to hơn. Và chai này thì nó ra mắt từ năm 2019. Thì cái hội chơi nước hoa của mình ấy thì mấy anh em đều mua chai này, sở hữu một hai chai rồi, và nói với mình là anh ơi đừng review vội, tại vì nếu mà review bây giờ thì sợ chai nước hoa này lên giá anh em mua không thủ được hàng. Nhưng mà thôi, cũng mình đã dùng hết một chai rồi, và đây là chai thứ hai là mình sẽ review cho anh em. Thì khi các bạn xịt cái chai nước hoa của nhà Zara ra thì các bạn đã nhận được một cái mùi bưởi. Không biết là các bạn đã ngửi cái mùi mà các bạn đã bóc những cái miếng muối bưởi ấy, thì cái vị ngọt cùng với một cái độ chua nhất định của cỏ bưởi kết hợp có một chút the the từ vỏ bưởi, và đằng sau thì có một chút vetiver nữa, một chút gỗ, nó tạo nên cái nét nam tính cho chai nước hoa vetiver này. Và cái vị bưởi và cái vị chua ban đầu ấy thì nó về sau nó sẽ dịu dịu xuống một chút, và các bạn nhận thấy càng ngày các bạn nhận thấy cái vetiver càng rõ. Nhưng mà tổng hòa thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể xịt thoải mái luôn, tầm 5 shot đến thậm chí 10 shot vào mùa hè cũng được. Tại vì thực chất thì chai nước hoa này nó bám cũng không được tốt cho lắm, tầm 6 tiếng quay đầu thôi. Nhưng mà mình đã từng test vào mùa hè năm ngoái thì mình thấy rằng là em này mình có xịt rất nhiều cũng chả vấn đề gì cả. Nó chỉ đơn giản là có một chút hơi chua chua, về sau thì có một chút ngọt của gỗ, và nó mang đến một cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và quan trọng là nó có thể sử dụng rất là nhiều dịp, từ đi chơi rồi đến đi làm. Và nó có một cái chai thiết kế nhỏ như này nữa để các bạn có thể mua để mang theo đút túi quần để có thể xịt dặm lại. Ba cái tên vừa rồi thì đều là những cái phân khúc tầm 1 triệu đồng mà các bạn có thể mua. Còn nếu như mà sát tầm 2 triệu thì chúng ta có những lựa chọn nào? Thì đó chính là Acqua di Gio Profondo của nhà Giorgio Armani. Thì chai hoa này mình cũng đã có review rồi, toàn bộ về thiết kế cho đến ngoại hình. Mình đã có cái video review cách đây khoảng tầm 1-2 tuần gì đó, thì các bạn có thể tìm lại xem. Thì với mình, nếu như ai thích cái mùi hương của Acqua di Gio phiên bản Pearl Home hay gọi là giò trắng, mà các bạn thấy rằng là nó có cải thiện, là mà các bạn thấy là mùi hương của giò trắng ấy nó bám quả kém nhưng mà vẫn thích cái mùi hương kiểu như vậy, vẫn thích cái DNA kiểu đấy, thì các bạn có thể lựa chọn Acqua di Gio Profondo. Thì với Profondo thì nó vẫn cái mang cái DNA đặc trưng của giò trắng, nhưng mà được thêm vào cùng một chút cái hương nước biển nó được đẩy lên này, rồi một chút ngọt đằng sau, thì cái mùi hương này nó bám tỏa tốt hơn với giò trắng khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Khi mà mùi hương này trên da mình cũng tầm có hôm được tầm 8 tiếng đến 9 tiếng, nhưng mà có hôm được tầm 6 đến 7 tiếng, nó cũng tùy thuộc vào cái việc các bạn vận động hay là da các bạn tùy hôm. Thì với cái độ ngọt được thêm vào trong giò xanh này thì mùi hương này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để đi hẹn hò, thậm chí là đi làm văn phòng, miễn là nhiệt độ thời tiết tầm 35 độ quay đầu. Còn nếu mà nghĩ là tầm hơn 35 độ thì mùi hương này có lẽ là nó sẽ hơi khó chịu một chút, các bạn phải cân nhắc về số lần xịt. Và em này thì trên thị trường chai 175ml thì nó có giá tầm dưới 2 triệu đồng, và đặc biệt là nó là một cái thương hiệu rất là ok cho nước hoa nam rồi. Cuối cùng thì chúng ta cùng nhau đến với chỉ số 1, lại là một sản phẩm đến từ nhà Gạc Lăng. Chai nước hoa này thì có một cái điều mà mình phải nói luôn từ đầu, đó là em nó thì không còn sản xuất nữa. Và việc các bạn tìm kiếm mua trên thị trường thì có phần hơi khó, khi mà các bạn phải order từ nước ngoài, hoặc là các bạn mua ở trên những cái chợ ở eBay hay là Amazon thì các bạn mới có thể sở hữu chai nước hoa này. Và em nó thì cũng có giá rất là rẻ thôi, cũng tầm dưới 2 triệu đồng là có thể sở hữu được một chai. Chai này là chai 100ml, đó chính là Gạc Lăng Home Eden Cologne. Đây. Thì cái bộ những cái chai nước hoa trong cái line Home Eden này thì phải nói rằng là nó có một cái màu rất là riêng, từng cái sản phẩm khác nhau hay là gọi là những cái bản flanker khác nhau ấy, thì nó đều mang một cái màu khác nhau, nên là mình đánh giá rất là cao những cái sản phẩm của nhà Gạc Lăng, kể cả những cái sản phẩm giá rẻ đến những cái sản phẩm gọi là tầm trung hay là tầm cao cấp của nhà Gạc Lăng, thì họ đều có một cái vibe rất là đặc trưng. Và họ không bị kiểu làm ra những cái sản phẩm đó để bám theo những cái sản phẩm gốc đã nổi tiếng. Nên là các bạn có thể yên tâm là nếu như các bạn mua sở hữu nguyên cái line Home Eden này thì các bạn sẽ không bao giờ bị cái việc là đụng hàng mùi này với mùi nọ. Và đặc biệt là với cologne này thì các bạn sẽ nhận được một cái mùi hương mang tính signature scent rất là cao. Khi các bạn xịt cái mùi hương của Gạc Lăng Eden cologne này ra thì các bạn nhận thấy cái nét chua này đến từ cam chanh này, cái vị hơi cay cay đến từ tiêu, nhưng mà nó sẽ không rõ ràng, mà nó sẽ mang đến cảm giác hơi kiểu the the đến từ the the chua chua đến từ chanh là chính.
và cái mùi rất đặc trưng của hạnh nhân đó là cái vị hơi đắng đắng. Và cái nét và ban đầu thì mùi hương này nó rất là tươi và sáng, và mình có thể nhận thấy luôn là toàn bộ cái chiều hướng chanh hoa này nó sẽ đi theo cái chiều hướng rất là theo cái chiều hướng tươi sáng và rất là fresh, chứ nó không hề bị tối. Khi mà đa số những cái chai nước hoa mà có cái, những cái nốt hạnh nhân ấy thì họ sẽ làm theo cái chiều hướng tối và ngọt, nhưng mà ở đây thì lại hoàn toàn khác. Dry down thì chai nước hoa này cái vị tươi này, cái vị chua và cái vị cay nó sẽ dịu xuống và sẽ có chủ đạo là cái vị đắng của hạnh nhân, nhưng mà đắng của hạnh nhân nó được ngọt rũa, nó được thêm vào bởi một chút xả này, một chút hoa cùng với một chút vetiver, và toàn bộ nó tạo nên một cái cảm giác rất là kiểu kem mịn mịn, hơi đắng đắng của hạnh nhân. Họ được, cái hạnh nhân ở đây được xử lý rất là tốt, nên là với mình chai hoa này thì nó có xu hướng làm theo cái chiều hướng là kiểu đồ ăn ấy. Khi mà ngửi một phát thì các bạn ngửi đầu vò rồi các bạn sẽ kiểu ngon vãi. Và mùi hương này có lẽ sử dụng tốt nhất vào dịp là đi date, hẹn hò, ra mắt các bạn gái hay là ra mắt gia đình bạn gái. Vì với một cái mùi hương có xu hướng ngọt như này, mình nghĩ là chị em nó sẽ rất là thích. Và với một cái độ lưu hương ở tầm 6 đến 8 tiếng thì nó sẽ đảm bảo các bạn là các bạn có thể đi chơi này, từ 6-7 giờ này, các bạn đi ăn, đi chơi. Thậm chí là nếu như thành công các bạn có thể về nhà với nhau thì mùi hương nó vẫn sẽ lưu trên da rất là tốt. Và độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay, nó đủ để cho những người nào còn xung quanh bạn ở khoảng tầm tầm 1 mét là có thể ngửi thấy được cái mùi hương này. Và em này thì chắc là anh em nào mà theo cái kiểu nó hơi lãng tử một chút, đây, mặc những chiếc áo sơ mi kiểu như này, sơ mi trắng, chất đu đũi này thì sử dụng mùi hương này rất là hợp. Mà đặc biệt là anh em mà phải thích cái mùi hạnh nhân nhá, vì mùi hạnh nhân thì nó cũng khá là kén mũi, chứ không phải là dễ dùng cho tất cả mọi người. Cái thời gian đầu thì mình xịt mùi hương này thì thật sự là mình cũng không thích cho lắm, nhưng mà càng về sau thẩm thì mình lại thấy rằng là mùi hương này sử dụng rất tốt vào mùa hè. Tại vì mùa hè thì thực sự là không có quá nhiều lựa chọn cho những cái mùi ngọt ở mùa hè, nhưng mà đây là một cái lựa chọn tốt. Nó chỉ khó khăn về mỗi cái vấn đề đó là việc mua ở trên thị trường thôi. Còn khi các bạn mua rồi mà các bạn sưu tập đủ like Eden của nhà này thì mình nghĩ rằng là chỉ với cái like thôi các bạn không phải mua quá nhiều nước hoa làm gì cả, nó cũng quá đủ để các bạn sử dụng tất cả các dịp trong năm rồi. Thế đó là 5 gợi ý của mình về những mùi hương sử dụng vào mùa hè dành cho anh em nào có tầm tiền dưới 2 triệu đồng đổ về, thì anh em có thể tham khảo qua 5 mùi hương này. 5 mùi hương này thì sử dụng vào rất nhiều dịp khác nhau. Và nếu như thấy video hay thì đừng quên like, share và ấn nút theo dõi nếu như chưa theo dõi kênh của mình. Và mình hứa rằng là sẽ còn có một video trong thời gian gần đây nhất về 5 mùi hương ở phân khúc cao cấp hơn để các bạn có thể lựa chọn. Và bây giờ thì xin chào.